Các bạn khán giả GTV thân mến, mời các bạn tiếp tục đến với những trận đấu tiếp theo. Đây là một trong những loạt trận đấu đầu tiên của vòng loại. Các game thủ của chúng ta đã có mặt khá đầy đủ. Và những bước ra đầu tiên thì Khủng Long tiếp tục phát hiện ra được một bầy hươu đầu tiên nữa. Những con nông dân của anh vẫn đang tỏa ra các hướng, có lẽ là để tìm rừng. Những bước vào đầu tiên của game thủ Khủng Long thì không phải là hoàn toàn ưu thế. Anh có được một cây gỗ 75 cực kỳ sát với vị trí của nhà chính và tranh thủ khai thác ngay lập tức. Anh chỉ khai thác một tên để nhằm mục tiêu là không bị chậm chiếc BE tiếp theo. Sau đó thì chiếc BS của anh thiết kế ở vị trí một cánh rừng. Tuy nhiên đó là một cánh rừng rất trống trải và mỏng manh, đó là một cánh rừng dừa. Có lẽ rằng là khi chưa lên xong đời 3 thì Khủng Long đã khai thác thủng mất cánh rừng dừa này rồi. Đây sẽ là một cơ hội rất lớn để Thủy Linh Lung có thể săn bằng được tỷ số. Chúng tôi chúc cho game thủ, tất cả các game thủ của chúng ta, đặc biệt là các game thủ còn đang chưa nổi danh, thi đấu thành công xuất sắc để có thể tạo ra được thêm những đột biến và những thổi những luồng gió mới vào cho làng AOE của chúng ta vốn đã quen thuộc với các game thủ hàng đầu. Solo xe hoàn toàn hỗn mã, hoàn toàn không phải là phụ thuộc chỉ vào một yếu tố điều cung r như các bạn vẫn nghĩ. Chắc chắn là các bạn đều biết rằng solo xe hỗn mã là một thể loại mà trong đó thì khả năng ép đời của các game thủ đã gần như mắc. Rất hiếm trường hợp các game thủ kích đời muộn hơn hẳn đối thủ so với solo random. Chính vì vậy mà trong giải đấu này chúng tôi cũng hy vọng rằng sẽ tìm ra được các bạn có được các yếu tố về mặt tư duy nhãn quan chiến thuật cũng như xử lý tình huống điều quân và công thủ toàn diện hơn rất nhiều. Bởi lẽ khi sen thì do giá trị dân rẻ cùng với việc các game thủ sử dụng speed 1.5 cho tới phút thứ 8 là một trong những yếu tố để các game thủ có thể tận dụng tối đa nhằm ép đời một cách hoàn hảo. Và dường như các game thủ của chúng ta chắc chắn sẽ rất ít khi lỗi. Và các yếu tố còn lại của bài sẽ là các yếu tố liên quan đến các góc của rừng, các vị trí bo bế cũng như các vị trí đặt ruộng, vân vân. Và thêm một yếu tố nữa chính là khả năng lựa chọn chiến thuật của các game thủ khi thi đấu đối với lượng tài nguyên hiện có của nhà mình. Trong trận đầu tiên thì không rõ Thủy Linh Lung nhà giàu hay không. Tuy nhiên anh đã lựa chọn chiến thuật khá dị với việc đánh thần tiễn. Và các bạn có thể thấy rằng là Thủy trong trận đấu đầu tiên với Thủy Linh Lung, Khủng Long cũng tỏ ra cực kỳ chắc chắn. Mặc dù nhà anh trong trận đấu đó lượng tài nguyên rất phong phú, anh còn lên được cả giáp cho sọc đơn, nhưng anh vẫn lựa chọn chiến thuật đánh ít cung r, chỉ là 2 cung r và 3 sọc đơn. Một là để tiết kiệm thời gian, để có tiết kiệm tài nguyên để có thể lên được chặt gỗ 2 nhanh chóng. Trong trận đấu đó thì tôi nhớ không chính xác thì khoảng độ tầm đầu phút 15 thì game thủ Khủng Long đã kích được chặt gỗ 2. Đồng thời tác dụng của những chú sọc đơn tỏ ra cực kỳ hiệu quả khi săn những con dân khác hẳn với cung r. Đấy chính là một trong những yếu tố khác biệt của solo seng hỗn mã so với seng thuần tiễn. Các bạn có thể thấy Khủng Long ngay như từ những phút đầu tiên anh đã tiết kiệm những chiếc BE của mình như thế nào. Khi nhận ra vị trí nhà cửa cực kỳ trống trải, Khủng Long đã chủ động cắt dân ra. Không phải như công thức thường lệ là chúng ta chờ đợi còn 2 dân nữa chúng ta mới đóng BE, mà Khủng Long cắt ra từ những con dân khi chờ con dân thứ 3.
Việc đó đã tạo cho khủng long có được hai chiếc bè ở một dãy sát tường. Như vậy là trong trận đấu này có lẽ khủng long phải dò tới tầm khoảng 22% và bù lại thì anh có được một bãi quả 5 cây. Tuy nhiên điều đó không quan trọng bằng việc bãi quả đó nằm rất sát với vị trí rừng để tạo điều kiện cho nông dân có thể nhanh chóng chuyển công tác khai thác. Khủng long cực kỳ tiết kiệm, anh có một cây gỗ 75 gần nhà và anh đang tập trung khai thác cây gỗ 75 này. Anh đang bị lệch về tài nguyên, lượng thịt của anh đã là 600 trong khi gỗ thì vẫn đang thiếu rất nhiều. Trong trận đấu này thì khủng long quyết định đánh với chỉ 24 dân. Các bạn có thể thấy rằng là các bạn có thể thấy rằng là đây sẽ là một chiến thuật khá mới. Tuy nhiên cũng không phải là một chiến thuật quá dị, bởi vì thường trong trường hợp mà các game thủ nhà trống trải khó bo, đồ ăn thường đủ thì các game thủ cố gắng ép đời sớm, đánh hỗn mã và sẽ thậm chí là cả dâng lờ để có thể ép đối phương vào thế chống đỡ, tránh trường hợp bản thân mình bị động. Đó chính là mục tiêu của việc xin ít dân. Đối với một bài trống trải mà đồ ăn đủ thì thường các game thủ sẽ không xin nhiều dân, 25 dân như thường lệ. Trong những trận đấu mà thuần tiễn thì việc lên đời chậm hơn, nhưng bài trống trải và trong khi đối phương bài đẹp thì việc lên đời sớm hơn nhiều hay ít có lẽ cũng không phải là yếu tố quyết định và cũng không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của trận đấu. Tuy nhiên đánh hỗn mã thì hoàn toàn khác biệt. Việc lên đời sớm hơn chắc chắn sẽ có những giá trị cực kỳ hiệu quả khi mà những tấn công đầu tiên có những chú sóc đơn săn dân rất tốt. Có lẽ khủng long vẫn tiếp tục và các bạn thấy rằng là tuy chỉ với 24 dân cộng 2 thì game thủ khủng long vẫn đang có thể đánh được với tới 5 nhà. Đó là ưu thế của việc quân rẻ. Bây giờ anh đã lên xong bánh xe và đây là một trong những game thủ sóc quân bằng táp. Chính vì vậy chúng ta không thấy anh gọi nhà ra nhưng vẫn đang xin quân khá đều. Điểm số của khủng long đang cao hơn khá nhiều so với game thủ thủy linh lung. Tất cả các trận vòng bảng của giải AOE sang hỗn mã thì được thi đấu với thể thức đối đầu trực tiếp và chạm ba. Các game thủ nhất và nhì bảng sẽ vào vòng chung kết, từ vòng chung kết trở lên thì đánh, các bạn có thể thấy là rất ảo và kinh nghiệm. Dường như khủng long xác định được rõ vị trí nhà của đối phương ở đâu. Đó là cảm nhận của tôi trong hai trận đấu, đặc biệt là trong trận đấu trước khi mà game thủ khủng long phải buộc phải lựa chọn vị trí nhà giữa hai cánh thì anh đã lựa chọn cánh mà có hướng về phía nhà địch và khủng long đã phải trả giá bằng một con cung R nằm xuống trong tình huống vừa rồi. Trong trận đấu này thì Thủy Linh Lung cũng dường như đã rút kinh nghiệm, anh sử dụng cũng là thể loại hỗn mã chứ không đánh thuần tiễn như tơn trước. Trong trận đấu này thì tài nguyên của khủng long không được nhiều, chính vì vậy mà sóc đơn của anh vẫn chưa có được giáp cũng như là công. Mặc dù vậy thì không sao, khủng long vẫn đang điều được tấn công thứ hai sang nhà của mình. Xin lỗi các bạn, vẫn đang điều được tấn công thứ hai sang nhà của đối thủ. Trong thể loại hỗn mã như thế này thì nếu như cứ rơi vào thế thủ thì chắc chắn sẽ
mất tay hơn game thủ hơn đối thủ, và điều tất yếu là sẽ dẫn tới những tình huống không mong muốn, đặc biệt là trong những trường hợp mà nhà khó thủ. Chính vì vậy là cho dù bị ép thì các game thủ cũng nên cố gắng đẩy một vài tên quân nhỏ lẻ của mình sang nhà đối thủ làm mất tay đối phương. Tham Lai vẫn đang cân. Phút thứ 18, Khủng Long đang có Tham Lai là 61 trên 64. Bây giờ thì anh đang dồn tất cả tên quân vào và quyết định công vào nhà của game thủ Thủy Linh Lung. Linh Lung lại đưa quân về cứu nhà. Những việc cứu nhà là một trong những việc mà các game thủ đều phải tính toán một cách tối đa. Thường thì các game thủ hàng đầu của chúng ta một khi đã đẩy quân ra khỏi nhà thì do sự xử lý tình huống của họ rất tốt thì họ không bao giờ đẩy những tên quân đi công của mình về nhà, trừ trường hợp mà họ có cảm giác rằng có thể bắt được quân đối thủ một cách toàn toàn diện. Bây giờ thì Khủng Long đã lên được công cho sọc đơn của mình. Lượng tài nguyên của anh vẫn đang tỏ ra rất ổn định. Tuy nhiên rừng là một yếu tố hoàn toàn mà Khủng Long nếu như đánh trường kỳ anh sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Những pha điều quân của game thủ Khủng Long. Anh giải quân vẫn đang rất khéo léo, các bạn có thể thấy những con cung R vẫn là những con đi sau và những con sọc đơn vẫn là những con tiên phong đi trước. Vâng, một tình huống mà Khủng Long đã bị cháy ruộng. Bây giờ thì anh đang lên giáp cho sóc đơn. Vẫn là những pha sóc quân bằng táp rất nhanh và hiệu quả. Ưu điểm của việc sóc quân bằng táp chính là vẫn quan sát được các vị trí mà họ cần thiết phải quan sát, ví dụ như nông dân, ví dụ như điều quân, trong khi vẫn sóc được quân đều. Đồng thời mất thêm giảm bớt đi một thao tác, chính là thao tác quay trở lại với các vị trí khác. Chính vì vậy mà sóc quân bằng táp thực sự là một ưu điểm. Tuy nhiên để tạo ra được điều này cũng không phải là dễ. Tạo ra được một thói quen này không phải là dễ dàng cho bất kỳ ai. Khủng Long vẫn đang giành một ưu thế chủ động tuyệt đối, đặc biệt là trong tên quân này, khi mà Khủng Long đang chiếm được các dốc. Đồng thời Thủy Lung Linh trong một tên mà anh đẩy quân đi công nhà thì anh lại co về phòng ngự. Thường thì các game thủ khi giành được ưu thế mà có thể đẩy quân được vào sâu thì trong thể loại này họ vẫn rất rụt rè, rất hiếm khi có thể đẩy quân được vào sâu. Chính vì vậy mà hãy bình tĩnh và tự tin mang những tên quân của mình đi công nhà đối thủ thì sẽ hợp lý hơn. Các bạn có thể thấy rằng là rừng của game thủ Thủy Linh Lung cũng khá thiếu ở trong trận đấu này. Anh chỉ có một cánh rừng, tuy nhiên cánh rừng đó lại là một cánh rừng rất kín đáo. Mặc dù vậy thì lên đời muộn hơn, Thủy Linh Lung đã không thể chịu được sức ép rất lớn từ phía Khủng Long. Khủng Long trong trận đấu này anh chỉ lên đời với 24 dân, cố gắng ép sớm và rõ ràng các bạn có thể thấy hiệu quả của việc ép sớm đã diễn ra như thế nào. Một kết quả xứng đáng cho game thủ Khủng Long ở trận đấu này. Các bạn chờ đợi để đến với trận